Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá diễn thuyết kinh Pháp Hoa. Lúc bấy giờ tham gia Pháp hội có hơn 10 vạn người. Kinh Pháp Hoa tổng cộng có 28 phẩm. Bản Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm là phẩm thứ 25 nằm trong kinh Pháp Hoa. Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày giai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử à, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não lớn, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia mà đều được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do uy thần của Bồ Tát này. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà được như vậy, nếu có người bị nước lớn làm trôi, một lòng xưng danh hiệu Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền được chỗ cả. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh đi tìm vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ báu mà vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tấp tới nước quỷ La Sát, trong ấy nếu nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duyên đó mà có tên là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu lại có người sắp bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy được thoát khỏi. Nếu quỷ dạ xoa cùng La Sát đầy trong tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không thể dùng mắt giữ nhìn người, huống hồ lại làm hại được. Dù có người hoặc có tội hoặc không có tội, gom cùng xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy điều đứt rã liền được thoát khỏi. Nếu kẻ oan tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: Các thiện nam tử chớ nên sợ, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó đem pháp vô úy thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi oán tặc này. Các người buông nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nên liền được thoát khỏi.
vô tận ý. Quán Thế Âm Bồ Tát sức oai thần to lớn như thế, nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu có người nhiều dẫn hận, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa lòng dẫn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu có người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa ngu si. Vô tận y à, Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức uy thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cung dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sinh con trai phúc đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sinh con gái có tướng mạo xinh đẹp, trước đã trồng gốc phúc đức, mọi người đều kính mến. Vô tận y à, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần như thế, nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phúc đức chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh hiệu 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn thức uống y phục, giường nằm thuốc thang, ông nghĩ thế nào? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo vô tận ý Bồ Tát: Nếu là con người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lạy cung dường, thời phúc của hai người đó đều bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức không thể cùng tận. Vô tận ý, thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích như thế. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào, nói pháp cho chúng sinh như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử à, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật vì đó mà nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân duyên giác vì đó mà nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân thanh văn vì đó mà nói pháp. Người đáng dùng thân phạm vương độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phạm vương vì đó mà nói pháp. Người đáng dùng thân đế thích được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân đế thích vì đó mà nói pháp. Người đáng dùng thân tự tại thiên được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân tự tại thiên vì đó mà nói pháp. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân đại tự tại thiên vì đó mà nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát
liền hiện thân thiên đại tướng quân vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân Tỳ Sa Môn được độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Sa Môn vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân Tiểu Vương để độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Tiểu Vương vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân Trưởng Giả được độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Trưởng Giả vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân Cư Sĩ được độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Cư Sĩ vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân Tể Quan được độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Tể Quan vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân Bà La Môn được độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di được độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân phụ nữ của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn được độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân đồng nam đồng nữ được độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân trời rồng Giả Xoa Càn Thác Bà, Atula Kalola Khẩn Nala Ma Hầu La Dạ, Nhân Cùng Phi Nhân được độ thoát. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền điều hiện ra vì đó mà nói pháp. Người đang dùng thân Chấp Kim Cang Thần được độ thoát. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó liền hiện thân Chấp Kim Cang Thần vì đó mà nói pháp. Vô Tận Y, Quán Thế Âm Bồ Tát thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Cho nên các ông phải một lòng cung dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nặng, gấp sở sệt hay ban sự vô ý. Cho nên cõi Ta Bà này đều gọi Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là vị thí vô ý. Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, còn nài phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ, giá trị 100.000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bấy giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời rồng Giả Xoa Càn Thác Bà, Atula Kalola Khẩn Nala Ma Hồ La Dạ, Nhân Cục Phi Nhân mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời, rồng, nhân, phi nhân, nhân dân mà nhận chuỗi ngọc đó, chia làm hai phần. Một phần dâng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Đa Bảo. Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Vô Tận Ý ạ, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần thông tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà. Lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn đủ tướng tốt,
con nai lại hỏi kia: Phật tử nhân duyên gì? Tên là Quán Thế Âm, đứng đầy đủ tướng tốt. Kệ đáp vô tận ý: Ông nghe hành Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thề rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lượt nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luống qua, hay diệt khổ các cõi. Giả sử sinh lòng hài, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ, cá, rồng, do sức niệm Quán Âm, sóng mồi chẳng chìm đặng, hoặc ở chót tu di, bị người xô rớt xuống, do sức niệm Quán Âm, như mặt nhật treo không, hoặc bị người giữ rượt, rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm Quán Âm chẳng tổn đến mãi long, hoặc gặp oán tặc dây, đều cầm dao làm hại, do sức niệm Quán Âm, đều liền sinh lòng lành, hoặc bị khổ nạn vua, khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quán Âm, dao liền gãy từng đoạn, hoặc tù cầm xiềng xích, tay chân bị gông cùm, do sức niệm Quán Âm, tháo rã đặng giải thoát, nguyền rủa các thuốc độc, muốn hại đến thân đó, do sức niệm Quán Âm, trở hại nơi bổn nhân, hoặc gặp la sát dữ, rồng độc các loài quỷ, do sức niệm Quán Âm, liền đều không dám hại, hoặc thú dữ dây quanh, nanh vút nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm, vội vàng bỏ chạy ngay. Rắn độc cùng bò cạp, hơi độc khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm, theo tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, tuôn giá sối mưa lớn, do sức niệm Quán Âm, liền đặng tiêu tan cả. Chúng sinh bị khổ ách, vô lượng khổ bất thân, Quán Âm sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện, các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sinh, sinh, già, bệnh, chết, khổ, lần đều khiến dứt hết. Chân quán thanh tịnh quán, trí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian, lòng bi răng như sấm, ý từ diệu đường mây, sói mưa pháp cam lộ, dứt trừ lửa phiền não, cải kiện quan chỗ quan, trong quân trận sợ sệt, do sức niệm Quán Âm, cừu quán đều lui tan. Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm, niệm niệm chớ sinh nghi. Quán Âm bực tình thánh, nơi khổ não nạn chết, hay gì làm nương cậy, đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sinh, biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. Bấy giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật bạch rằng: Lạy Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe nói về nghiệp tự tại, sức thần thông phổ môn thể hiện trong phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này, nên biết rằng công đức người ấy không ít. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84,000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác,